ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lên tiếng nhiều đoạn video clip có sự sinh ra của đối tượng nghi vấn là độc ác thủ đã ra tay sát hại người bảo vệ đặng dân thành 1974, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, làm bảo vệ bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Nhiều đoạn video clip thể hiện đường trốn chạy của kẻ thủ ác kiểm sau khi giết người bảo vệ. Cụ thể, sau khi giết bảo vệ thì kẻ thủ ác kiểm cướp đi chiếc xe máy rim của nạn nhân mang băng kiểm soát 372-188 và lấy đi chiếc mũ bảo hiểm màu vàng. Hình ảnh đối tượng nghi vấn là độc ác thủ đã giết hại giả mang người bảo vệ ở Nghệ An. Quân thủ này sau đó đã chạy xe máy ra gần cờ ác ghi sạn Mường Thanh Hoàng Mai thị xã Hoàng Mai và dứt xe lại. Đối tượng này nối tiếp đi bộ ra cầm xe bỏ trốn ra cờ ác kiểm tỉnh phía Bắc. Hiện cơ quan công an cũng đã trích xuất được một số đoạn video có sự sinh ra của đối tượng nghi vấn này tại một bến xe ở Hà Nội. Cơ quan công an đã đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội để đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng trên thì báo về cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Hình ảnh độc ác thủ cướp xe máy nạn nhân và đi khỏi hiện trường. Trước đó, công an cũng đã ra lên tiếng truy tìm đối tượng trong vụ án này. Đặc điểm nhận dạng đối tượng này là nam giới, mặc quần áo màu sáng dạng quần áo công nhân. Sau khi gây án thì đối tượng này bị thương. Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 13 tháng 10 rạng sáng 14 tháng 10, một đối tượng lạ mặt lén vào trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu rồi đập phá phòng thủ quỹ, phá két sắt của cơ quan để lấy trộm tiền trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ án mạng. Quá trình phá két sắt, bảo vệ thành đến và phát hiện nên đã hô quán. Lúc này, đối tượng trộm lao ra đuổi chém bảo vệ thành rồi dùng gạt đập vào đầu khiến nạn nhân tử trận tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng cướp xe máy của bảo vệ thành rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Kẻ thủ ác kiểm không quên đóng cửa cổng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chiều 14 tháng 10, cơ quan công dụng đã tìm thấy chiếc xe máy này cùng chiếc mũ bảo hiểm màu vàng của nạn nhân được bỏ lại tại bãi đất trống ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. đeo sinh ra đối tượng nghi vấn là nghi phạm đã ra tay giết hại giả mang người bảo vệ bảo hiểm.